Rồi, hello các bạn, mình cabin chat xe của mình tiếp tục làm video mới nha. Hôm nay mình sẽ đi bằng Robbery Bob và tiếp tục là sử dụng chinh phục lại skin có tích tâm nha. Kết hợp với lại thiết máy Robbery Bob đặt. Mình sẽ sử dụng là cái chủ series là bot of skin có tích tâm nha. Rồi đầu tiên mình sẽ đặt trong khi hai cái thiết máy. Đó, bây giờ mình sẽ ủi con bolit áo xanh này vô trong phòng mình đi. Nó giờ mày rất là dài nha, mình sẽ tranh thủ đi càng nhanh càng tốt. Ok, bây giờ mình sẽ ủi xuống đây nha các bạn. Nó cái ngày mình ủi hụt nha. Rồi. Bây giờ mình ủi qua bên cái cổng bên kia. Đó, gần tới cái cổng bên kia rồi. Để thử thách cho mình là best of skin cup custom nha. Đó, một cái nữa sẽ đi lên lơ vô kia luôn các bạn. Rồi. Mình sẽ đẩy lên. Thế là chúng ta dịch chuyển thành công 4 áo xanh đầu tiên. Đó, giờ mình sẽ đẩy tiếp tục con lạc vụ. Rồi, thế là chúng ta dịch chuyển hai ông. Bây giờ mình sẽ lên đây nha các bạn, mình sẽ lên đây mình sẽ lấy vàng hết toàn bộ vàng trên này. Đó, chờ camera nó quét qua nha. Chúng ta sẽ lấy toàn bộ. Rồi mình sẽ móc qua đây, chờ camera nó quăng lên trên kia. Ok, chúng ta sẽ chạy xuống dưới này. Đó, mình nghe cổng là chúng ta sẽ đặt hai cái cho nó mài. Rồi, bây giờ đầu tiên là mình sẽ dùng vô đây đặt một cái, sau đó chúng ta sẽ nhảy cái hình chạy nhanh, thật là nhanh vô. Đó, để ủi một con ra, tức là chúng ta đã dịch chuyển ông thành công ông đặc vụ này nha. Giờ tiếp tục, mình lại dịch chuyển luôn cái ông đặc vụ trên kia và ông ủi đầu thoại luôn nha các bạn, mình sẽ ủi lên. Đó, tức là chúng ta đã dịch chuyển thành công một con đặc vụ đi chạy qua, thì chúng ta sẽ dịch chuyển ông 4 đầu thoại luôn các bạn. Rồi, anh ta đã dính vô cái dịch chuyển của mình nha. Giờ mình ủi vô lít đầu chọc. Đó, bây giờ chọc chắc chắn sẽ đi qua ngay đây và dính vô cái dịch chuyển của mình luôn. Đó, anh ta đi rất là chậm nha, còn đặc vụ chạy rất là nhanh. Rồi, yes, đó là chúng ta đã dịch chuyển thành công. Bây giờ mình sẽ đi vào phòng trên này. Ở phòng này coi có như thế nào. Ồ, có một con nhà kho. Mình chạy lên là không kịp nha. Bây giờ mình sẽ đợi ông ba một lần nữa. Đó, không kịp cho các bạn. Đó, anh ta đang đi xuống đây và quằn qua kia. Ok, bây giờ mình sẽ chạy lên đây thật là nhanh. Đó, đặt đây một cái. Bây giờ mình sẽ dùng một thuốc tiền hình chuyển qua bên phòng kia luôn. Rồi, một cái thôi là anh ta sẽ đi vào cái đó. Giờ chúng ta sẽ vô đây, chuyển luôn đặt vụ bên này. Đặt đây một cái, tiếp tục sử dụng loại thuốc tiền hình, ủi ra ngoài luôn. Rồi, ok, thế chúng ta sẽ tiếp tục chuyển thành công đặt vụ này. Bây giờ mình sẽ ra ngoài và điều chuyển hai con bot này các bạn. Đó, tải đi điều chuyển luôn. Ồ, có tiền là gì nó ngăn chuyển lại các bạn. Rồi, hết tiền là gì, bây giờ mình sẽ dịch chuyển nó. Sau đó mình sẽ qua bên đây, tiếp tục. Qua đây là có hai ông bolit nha, hai bolit 1, hai bolit áo xanh. Bây giờ mình sẽ tắt cái camera, tắt cái tiền là gì này. Xuống đây, mình sẽ tự hành chạy qua kia luôn các bạn. Rồi, để cho mình lên, sau đó mình sẽ uống vô. Ok, bây giờ mình sẽ uống vô nghe. Đó, uống vô. Lúc đây thì mình sẽ ủi bắt đầu vô luôn. Rồi, thế là chúng ta dịch chuyển thành công ông bullet áo xanh. Giờ còn một ống cuối cùng rồi nữa, mình sẽ dịch chuyển luôn các bạn. Rồi, đặt đây một cái thread mai. Bây giờ mình sẽ ủi ra ngoài, ủi giống vô. Thế là chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Đẩy vô. Rồi, đứng góc này đẩy vô một cái. Rồi, yeah, thế là chúng ta đã dịch chuyển thành công tất cả các nhân vật trong bài và lấy full win nha các bạn. Đó là thứ hai các bạn nhớ ấn vào bấm like, share, subscribe kênh biên chặt channel của mình. Ok, thank you, thank you so much.
Huh?